Hello, xin chào cả nhà nhé. Chào mừng cả nhà đến với lại kênh Việt Vlog. Ngày hôm nay ở nhà cũng có làm mấy món ăn cơm chiều nha cả nhà. Nhà xem clip mình thấy hay nhớ đăng ký ủng hộ gia đình mình nha. Nhớ cho gia đình một like và một đăng ký kênh nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà rất nhiều nha. Thì chiều hôm nay ở nhà mình cũng có làm cái món hủ tiếu xào để ăn chiều nha cả nhà. Thì ở đây thì mình cũng có hủ tiếu nha. Ở đây thì tôm, gan. Ở đây thì rau gồm có là hẹ, ngò, củ cải, củ cà rốt, hẹ. Ở đây gia vị thì có hành tỏi. Rồi, là cả nhà theo chân gia đình mình vào bếp nha. Thì ở đây bây giờ mình cũng băm hành tỏi luôn nha cả nhà. Thì ở đây bây giờ gan mình cũng cắt miếng vừa ăn luôn nha cả nhà. Thì ở đây gan mình cũng góp vô mới gia vị nha. Hạt nêm, tiêu, bột ngọt, muối. Thì ở đây mình cũng cho thêm một ít hành tím mình băm nhuyễn bỏ vô nha cả nhà. Tiêu. Tỏi. Nên mình trộn đều lên cho gia vị thấm nha. Thì bây giờ ở đây mình đổ dầu vô mình để mình phi cái hành tỏi để mà mình trộn vô hủ tiếu nha cả nhà. Bây giờ ở đây mình chảo cũng đã nóng rồi nha. Mình cho một ít dầu ăn vô nha. Ở đây bây giờ dầu cũng đã nóng rồi nha. Tiếp tục mình cho hành tỏi băm vô luôn nha. Hành tỏi bây giờ cũng đã vàng rồi nha. Bây giờ tiếp tục mình vớt ra chén nha. Ở đây bây giờ tiếp tục mình cho gan vô mình xào luôn nha. Ở đây thì mình cũng cho vô gan một ít nước mắm nha. Cái này mình cho khoảng muỗng dầu hào nha. Ở đây bây giờ cà rốt đó mình cũng cắt sợi ra luôn nha. Bây giờ này tiếp tục mình bỏ tôm vô luôn nha. Ở đây thì mình cũng nêm vô một mớ gia vị nha. Vì nãy mình đã ướp vô gan rồi nha cả nhà. Ở đây thì bây giờ tiếp tục mình cho cà rốt vô luôn nha. Ở đây thì bây giờ hẹ mình cũng xắt ra luôn nha. Ở đây thì cần tây mình cũng xắt khúc ra luôn nha. Ở đây bây giờ tiếp tục mình bỏ giá hẹ cần tây vô luôn nha. Ở đây thì cái phần mình xào này để mình trộn hủ tiếu cũng đã xong rồi nha cả nhà.
Thì bây giờ đây tiếp tục mình bắt nước để mà mình trụng hủ tiếu nha. Thì bây giờ đây tiếp tục mình trụng hủ tiếu nha. Bây giờ đây hủ tiếu mình cũng đã trụng xong rồi nha cả nhà. Bây giờ tiếp tục mình đổ cái hành phi hồi nãy mình vô mình trộn nha. Ở đây mình trộn về đừng cho hủ tiếu nó dính lại nha. Chứ mình không có trộn dầu vô là hủ tiếu quấn cục nha cả nhà. Thì bây giờ ở đây bắt đầu mình tiếp tục mình bỏ hủ tiếu ra để mình trộn nha cả nhà. Ở đây bắt đầu mình cho tôm, gan với lại giá hẹ nãy mình xào vô mình đọc mình trộn nha. Mời cô chú ăn hủ tiếu sợ nhìn con nha. Mời cô chú ăn hủ tiếu ăn hủ tiếu cùng sợ nhìn con nha. Mà cả nhà ăn hủ tiếu xào của gia đình mình luôn nha. Thank you.
Mà cả nhà không tiếp xào gia đình mình nhé. Cả nhà. Con nhiều vậy không có ăn. Nên nhiều con hả? Để xong hả? Nó hết cho con nữa. Mẹ thấy mình. Mới dùng nó bà. Thì lấy cái giò vô. Đó. Chưa. Giò đàng hoàng. Cái chân con á. Thôi vẫn chưa hết nữa. Chết được quá à, hết rồi. Hủ tiếu mình xào dễ mình ngon cả nhà, cái đơn giản thôi, tôm với lại gan nhưng mà nó ngon lắm. Hủ tiếu miền Tây cũng là tiêu là tiêu miền Tây được, nó dài nó ngon. Ngon lắm, có bị bút đau đúng không? Ừ, sao?
hay nói xạo. Video cũng đã dài rồi cả nhà, tạm thời kết thúc nha. Hẹn lại cả nhà video tiếp theo nha. Cả nhà xem clip thứ hai nhớ ghi ủng hộ gia đình mình nha. Nhớ cho gia đình mình một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh nha cả nhà. Hẹn lại cả nhà video tiếp theo.